Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà tổ chức lễ khai trương đường Bích hoạ phường Mân Thái, qua đó quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa vùng biển gắn với xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường đô thị, đồng thời xác định một điểm đến du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà. Đường Bích hoạ Mân Thái được triển khai từ tháng 3 năm 2022 tại các kiệt hẻm liền kề khu vực Lan Ông thuộc tổ 12 phường Mân Thái, với chiều dài gần 400 m, diện tích hơn 1.200 m2 và tổng giá trị 600 triệu đồng. Với chủ đề câu chuyện làng chài, những bức tường cũ kỹ được khoác áo mới bằng những bức tranh đa dạng hình ảnh, màu sắc, tái hiện lại cuộc sống sinh động về cây chân đánh bắt hải sản, kéo lưới, chèo thuyền xa khơi, đã làm thay đổi diện mạo của khu vực và dần được sự ủng hộ của toàn thể người dân sinh sống trên địa bàn. Các hộ dân đều nhất trí tạo dựng bức họa trên tường nhà mình. Về cái đường tranh bích họa này nữa thì nó có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là nó khôi phục và bảo tồn lại, gìn giữ lại những cái nét văn hóa đặc trưng của người dân làng chài Mân Thái ngày xưa. Ngoài cái việc bảo tồn cái văn hóa đó thì cũng có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng là nó tạo cho một cái không gian tươi sáng của đối với người dân, cũng như qua đó là giúp cho người dân được có cái ý thức về cái giữ gìn vệ sinh môi trường, về cái trật tự đô thị. Qua việc thực hiện đường Bích hoạ, Ủy ban nhân dân quận mong muốn tạo cho bà con nhân dân cơ hội về việc làm, phát triển kinh tế gia đình thông qua các dịch vụ phục vụ cho du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại đây. Tổng bộ kinh phí đầu tư cho đường tranh do ngân sách nhà nước đảm bảo và người hưởng lợi chính là người dân trong khu vực Tân An, tổ 12, phường Mân Thái. Đường tranh này ngày trước đó, thì ở đây cũng là dân tài lưới cũng khổ thật, mà công việc đường này là cũng giao ấy, nhưng mà được cái đường tranh Mỹ Họa này thì có một cái là mỹ quan đẹp, và sau này sẽ cái đường Mân Thái này, cái tổ 12 này sẽ vươn lên cái đời sống của nhân dân. Một hành rất khác thì tôi mong muốn rằng cái đường tranh Bích hoạ này luôn luôn không phai mờ và có một cái nét là thân. Để duy trì nền nếp trật tự đô thị trong khu vực đường Bích hoạ, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà giao Ủy ban nhân dân phường Mân Thái thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trật tự mỹ quan đô thị trong khu vực, yêu cầu mỗi người dân chung tay với chính quyền để giữ gìn đường tranh Bích hoạ luôn sạch đẹp, gọn gàng, tạo điểm đến thu hút người dân và du khách. Nhằm tăng cường độ nhận biết, khả năng cạnh tranh và thể hiện hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, cùng với khát vọng vươn lên không ngừng của quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, góp phần tạo ra sự khác biệt cho thương hiệu của địa phương, quảng bá truyền thông biểu trưng quận Sơn Trà đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Quận Sơn Trà tổ chức công bố giới thiệu biểu trưng quận Sơn Trà và ký kết hợp tác quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà. Chương trình sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022 trên kênh Đà Nẵng TV2 và trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tại địa chỉ danangtv.vn. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.